Ui dồi ôi, to quá. Chưa được. Cứ để qua năm đấy đi. Rồi, đây là Hanna. Đúng rồi, lặn đi. Ừ, phải rồi, cố lên. Lặn đi. Đứa đầu tiên đã ra. Ui dồi, to quá. Rồi. Chưa được. Chưa đấy. Sao con nó lại to thế này? Yeah, chưa được, chưa được. Đã chào đời đứa đầu tiên. Đấy. Đây, để anh hỏi cho. Không cần. Xì đi con to này. Ừ. Liếm cho con nào, nào đây liếm liếm bụng. Con đang chưa biết con là đứa nào đấy, bởi vì để lần đầu. Con to thế này, con to này đẻ ba đứa hả? Con to quá, con to này thì đẻ ba đứa rồi. Liếm cho con này, liếm con này. Không thể ăn bạn nhau rồi luôn.
kỳ mẹ đây rồi. Nào, làm ra cho con nhá. Yên yên để cho con ti. Yên để cho nó mút được ti đã. Rồi ngăn đấy, nằm yên. Cho con cái sức sống của nó rất là mãnh liệt. Nó vừa mới đẻ ra nhé. Mút ti ngay. Ok. Đúng rồi, thằng nghiêng ra thế cho con nó ti. Mút chặt luôn. Yên còn đang ti. Chuyện hàm đấy cho con nó ti. Nó nào đẻ tiếp thì ta tính. Úi con. Mút thật mạnh. Cho nó muốn khéo hay không thì lần đầu tiên là phải hướng dẫn cái con mẹ. Cứ để con nằm đấy đi. Đeo vào, đeo vào thế này. Đấy. Cái con già trước kia nó ồn ào quá đấy. Không nằm cạnh mẹ nó là nó kêu. Cái lưa thưa này ra cắt lốt thì cho nó. Đưa lâm ti vào mồm cho dễ. À. Đúng rồi. Mút trúng rồi đấy. Đâu nào. Đây. Đúng rồi. À, tỏ kinh người. Thôi để cho con nó ngậm đã. Để anh chỉnh lại cái điện cho nó sáng tí nhé. Hai đứa. Một đực một cái. Hộp CMU này sẽ rõ. Anna để yên. To ngang đúng bằng hộp CMU luôn. Hộp CMU này với lại hộp canxi nano là nó giống nhau. Đây thì nó to bằng, xem nào, đây, đo từ cái mông của nó đây nhá. Đây, từ cái mông đây. Đang bằng chưa? Rồi, nhìn xem. Đến vai. Đây. Đến nách. Hana rất giỏi. Hana. Hana giỏi lắm. Tưởng là hết rồi. Bởi vì con to lắm. Cũng còn một đứa.
để anh lau cho. Yên. Yên để lau cho nó đã. Lau một chút. Nè. Liếm rốn nha. Liếm thôi. Liếm để cầm máu đi. Rồi xem còn chỗ nào. Liếm tiếp, vẫn chưa cầm máu, liếm rốn. Liếm thôi. Liếm cung rốn. Xem có chanh không? Đây vừa đẻ ra xong. Nào, chọn cái tí dễ bú nhất. Xem nó còn chảy máu không? Rốn khô rồi, lau rốn, liếm rốn cho con. Ok. Bật đèn sưởi ở cái thời tiết này là con mẹ hơi nóng, bạn phải bật để cho cái con da cuối nó khô đi. Hai con này là coi như khô rồi, ướt ở khu vực này là do con mẹ nó liếm thôi. Ok, nó no cho nó ngủ hết rồi, bú no rồi. Bà nhóc con Hanna và Bruno. Xin chào mọi người. Hanna thì đang sắp đẻ rồi. Thả cửa này đang sắp đẻ. Thì mình nói chuyện với này các bạn một chút là một số cái thứ cần chuẩn bị. Này. Chúng ta hỗ trợ đỡ đẻ cho chó thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị mấy thứ thôi. Một cái kéo và một ít cồn iốt hoặc là cồn thường để chúng ta sát khuẩn. Cái kéo này, giấy này, găng tay để mọi thứ làm cho nó sạch sẽ, cũng như là có lúc cần thì chúng ta sẽ thò tay vào
để chúng ta kích thích con chó nó đẻ. Và cái oxytocin, đây là cái lọ oxytocin này.